Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay cũng tập hợp dân võ bá quan bạn ơi. Mấy đại ca cũng đang thả cá giống trên mương cho nó. Cái năm gì đâu mà đi lấy nồi ơi, son chảo tùm lum chân trời. À, sắp về luôn. Trời ơi lỗ chí thâm. Đó, mới thả cá xong rồi về mệt rồi đó. Để cá lọc về hả? Lọc về rồi. Về sớm vậy? Bữa nay thì cũng định làm món gì đó bạn ơi, nghe nói mấy xì nương nói là định làm món lẩu cua đồng gì á. Giờ này cũng chiều chiều rồi, bắt đầu mấy anh em cũng rảnh rỗi xíu rồi bắt đầu tụ họp lại. Đầu năm ở trên rảnh kìa. Hôm nay cũng phụ thả cá giống luôn, cá chẽm luôn. Vuốt cậu Năm ơi, vuốt. Không dám trả lời nó về Linh tao chưa tới à. Về Linh chưa tới hả? Chảnh nó văn võ quan cho nó đó. Rồi vô đây coi Missy nương mình làm món nè. Nấu nước sôi lên chơi cho Missy nè. Lượt cua gì chưa? Làm sớm nhậu sớm hả? Ở trên kia còn ai nào? Bà đang làm cà chả cá làm gì vậy? Đây Missy nương bắt cua lên rồi nè bạn. Sôi còn một ục nè. Đây bà đang nè, đánh chả nạo chả từ lưa hụt dưa hết trơn rồi. Chả này chả cá gì mấy xin ơn? Chả cá thác lát. Chả cá thác lát. Thiệt thác lát thiệt không đó? Thiệt, mẹ không thấy hả? Chả này mình đánh càng lâu nó càng dai bạn. Mấy xin ơn mới đánh từ hồi sáng tới giờ đó. Không cho cá ăn luôn, mới đánh từ sáng tới giờ. Còn cái nồi này nồi gì vậy? Bà đậy nắp thấy ấn lạnh vậy? Khôi. Trời ơi, thịt kho hột vịt. Bẹn ngọt. Mấy cái món thịt kho hột vịt này lúc nào cũng đang mấy đám tiệc, nhất là mấy đám giỗ rồi hay là mấy ngày Tết á, thường có. Cua này chỉ có lượt ra mà để gì luôn hả? Để vậy ăn cho nó ngọt luôn, khỏi cần lượt luôn. Đang đợi mấy đại ca thả cá chảnh. Còn thả cá xong chưa? Rau gác gì đâu đây nữa bà. Bữa nay nhúng lẩu trầu khô gì đi. Cho mày. Mướp. Mướp. Nấm. Nấm kim chi. Kim châm chứ. Mồng tơi. Đúng rồi, lẩu cua đồng phải có mồng tơi nó mới ngọt. Là đúng bài đó. Đó, bắt đầu đem ra ngọt lặt. Mướp. Lẩu cua đồng thì thường là mình có mấy cái rau mình nhúng ăn ngon. Chả là để vô luôn chưa? Chưa chút. Sôi ục ục rồi đó. Ủa đây cà lọc bữa nay dạo này sao tranh thủ về nhà dữ ta? Hiếu hơi vợ. Hiếu hơi vợ sao dạo này sáng ở tới chiều là giọt về rồi. Ở đường vô nè. Đường muối bột ngọt cà lo. Cô động vợ mắc lắm mà 70-80 ngàn ký đó, chọn trăm mấy á mà lại không có, nó chơi lâu lâu mới có. Bởi lâu lâu mình mới đặt được lập cá bóng hay là đặt kiếm lương là vậy á, nhiều lúc kiếm không có. Giờ Linh tới rồi, giờ Linh tới rồi. Ở này ông chùa cao không có lúa hả cậu? Dạ. Lúa táo đâu làm. Có tháng thì làm tối ngày sáng đêm không thấy mặt trời. Bỏ mấy mùa mà lúa nó rộ không? Thôi vậy mình để cá gã vô luôn đi. Thì để vô luôn cũng được. Còn Hùng cái chép lại gì chảnh mà không xuống con Năm. Hả con Năm? Cậu không kêu nó, tao ra tối hậu thư xuống đây mà xuống đây gặt rau rồi chứ. Mấy cái mướp nó vũ xong được, cái mấy chắc con quỷ với lại mấy chắc đó để xuống là cá nó ăn dữ lắm. Cá nào ăn? Mày dinh mày dảnh cắt kiểu. Cắt kiểu. Ừ, hồi bày cá ba đường hồng ở ngoài nó lội lại kìa ha, nó lội lại kìa ha. Biết ngay mà. À thế nào? Trời ơi, ba chép thấy ấn lạnh không? Muối.
cua thì nó nguyên chắc nó đã ngọt ngọt rồi, mình chỉ điểm ít đường nữa, nhẹ nhẹ sơ sơ rồi muốn vô con chuột hay vậy. Mà nấu canh cua siêu mẫu miền Tây mà đâu mà lại lụm đâu được cái nồi cũng bự vậy. Nồi này nào giờ đâu thấy đâu. Bà mua nào hả? Lâu rồi chứ bộ. Lúc mà bè giờ đâu để ý thấy đâu, nồi nhỏ xíu gì vậy bà. Ừ. Cái bè mới xin nương thấy giờ đầy đủ đúng không? Gì cũng có chứ, chỉ có kim cương một sòn là chưa có thôi. Chút nó có vậy. Cho chả cá vô. Ồ bữa nay mấy bên cá giống là có gì nó có xuống không? Không, bữa nay thích là băng nhà không á. Ừ. Nó chở trên xe đét chở nè. Ừ, chỗ bên qua bên chỗ bên đò lên chút đó. À mình là chỗ Nguyễn Quốc Dũng á. Rồi băng nhà chạy lên chở nó lấy. Ừ, đâu có nhiều bao. Mấy cái chẻm là mua ở xa mà, nhưng mà Vũng Tàu đồ này nọ chứ ở đây không có. Có giống á, chẻm. Ủa con Năm từ chưa vợ mà đây luôn hả con Năm? Chỗ đâu cậu? À. Wow. Mãi có đi không ta? Vợ với quê thôi, đám tiệc thôi nó ớn lạnh. Như nhớ mày mà như là trong nhà mà... Ờ nhà bà ngoại cũng chuẩn bị tới đám giỗ nữa phải. Trời, quay quay lại đám giỗ rồi trời. Trong nhà siêu mẫu nữa, phải không? Siêu mẫu 18, 19. À, không nhớ hùng luôn, tại bữa đó đi thả lưới với 18, ngày 18 nói mới nhớ. Cái nào giờ đám tiệc mình không đợi, nhớ mà đám tiệc ở nhà còn không nhớ mà. Vậy à. Cái bà Tư đó hả? Hồi đó làm gì bà chết? Thời chiến tranh hả con nào? Hiểu con chết liền á. Bùng binh Bắc hả? Không, nhưng mà bà mắc là liên nhân lý do sao bà mắc á? Đó là chừng đột quỵ hồi xưa đó cậu Năm ơi. Ừ, bây giờ là gọi là đột quỵ chứ hồi đó thì không biết thiệt, nhưng bây giờ có thể là đột quỵ. Cậu thấy ha, lúc còn hụng đó, cái chậu này cho đó là cậu thấy ha, là bả không có vô cái chậu ăn được mà bả đói ha, không ai cúng á biết không? À. Không ai cúng mà đói, bả đi kiếm ăn, bả bư bả hốt làm lắm, bả gặp hoài luôn á, bả phụng á. À. Bả đi ngang cái dây vườn bả gặp hoài ha. Nó giận nó lấy hoài bả tóc ngang ở đó, nó tóc con bê bả quần cục, nó đặt cục gặp bả hoài. Ừ, cái hồng trà bá lửa nó ngã bụng rồi bà nào nữa, trà bá lửa luôn cái hồng chết cái này nó xây tàu xe kìa, trà bá kìa, nó ăn nhiều nó chết. Ăn nhiều nó chết. Bè bè ăn quệ quay mồng 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 cá bán được gì đổ về được mày rồi. Xây mồng mồng là lụm liền. Mai căng cá khờ nửa giá 15 ngàn. Giờ còn 15 ngàn ký hả? Ừ. Trời ơi, cá cá cành cành vậy mà 15 ngàn ký trời. Cái đầu nấm này như nó thối gì rồi con Năm? Bà nương mới mua lâu quá. Độ bà nương mới mua là nào là cái gì ba cái xả là cả tháng trời. Hả? Sáng sao gì kỳ vậy? Phải không? Ừ. Thì hôm mới xin nương chính là mới xin nương mua hồi sáng nha. Chứ không phải là tháng trước. Tháng trước là xả. Tháng trước là xả. Cái hồng cái chép kìa. Thả cá xong rồi chạy ghe về. À cái mương giống mua phía ngoài, cái mương là lúc trước hồi mấy tháng trước mình thường tục ếch á, hả mương đó đó. Ủa có cái hồng cũng bự ghê, nửa ký lô nó ở ngoài xong rồi mấy con chú thấy không? Đó là cái dẫn tay chạy thẳng ra nè. Để mình dọn lại nè. Thấy đây nhiều lúc dễ kiếm cá không? Đó.
gần nửa kilo đó, hồng hồng lên đó. Con nó chà bá không? Loại ngày ngày mà xong vậy đó. Mấy con cá đó này nó ngót cũng ngon hay chiên. Loại lên đây luôn kìa. Trời ơi, cá này cũng nó bắt được nó ngót ăn trời, cá kìa bạn, thấy nhìn hơi ấy hơn nửa kilo á. Bự ghê chứ. Cá chép hùng hùng, cá chép mấy lần trước trên đây là mấy cái nhân viên khi mà thả cá giống đó, họ xuống đông đó, cái nhân viên của công ty á, sao lần này không thấy ai hết trơn. Nghe mấy xin được nó bằng nhà tự xử chừng có phao lưới á, có phao chìm á, con phao đó dính cá hiểu không? Thả xong chưa? Sao là Missy nương? Xong chưa? Xong chưa? Trời ơi, nguyên con thao chả nãy giờ mà mới dít mà làm, mà lo hết trời làm mà chưa xong nữa bạn. Tại ít quá. Ít quá. Nhìn cảnh dắt này vô giống như kiểu mà chè cho nước quá ha. Chè. Cậu năm mình nãy giờ xong không? Cậu năm cũng lặt dao xong mà chưa đây chưa xong chứ. Ừ. Bữa nay mới có ai đâu ta, đâu có ai, ai đâu có lỗ chỉ thăm mà. Không có nhiêu đó đâu nghe. Có... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bưng lên. Cái gì? Đặc biệt. Nó nói cái gì với ghe nữa mà. Với ghe đi, khui. Đâu? Khui. Bịch gì vậy? Á đù. Ở đâu à? Ở đâu có à? Mà đừng xảo mẹ. Mình công ty cái giống nó đưa gửi hả? Gửi nó mới chạy quá à. Gửi cho nó mà chợ nè nè móng. Cái đó gửi mấy trăm ngàn đó. Ở đù. Đâu có ngon trời. Mua chứ không trời. Tôm gì tôm hùm? Tôm hùm đúng không? Tôm này tôm lùn nước dừa vậy? Tôm hùm Alex cờ. Tôm hùm Alex cờ hả? À? Ừ. Cờ Alex hả? Mà đang có biển đỡ vậy nè. Ừ. Nãy lên xe đét nè, lấy cái giống nè. Trời ơi, tôm này mình đi làm tôm hùm Alex cờ. Tôm này gớm đồ vô. Tôm này lũn nước dừa hay gì? Để vô cái nồi lẩu cua luôn hả? Ừ, nấm gôm nữa nè bạn ơi. Gì lẩu chứ thăm? Ăn sống hả? Chấm ở gọi cái rô phi đó. Chấm bồ tạc hả? Mà nó bơi vô. Ừ, cái phi của nó vô tùm lum tùm la kìa. Để trong lú đó. Ở đâu hả? Chặt cái đầu ổng lại để thả nó vô đó. Vô nó vô hả? Ôi trời. Cây này Missy nương nương. Nương nương Missy. Cậu làm luôn. Cậu năm làm luôn hả? Ổng đâu mất tiêu rồi. Tôm không, đây, cậu năm đây. Tôm với nấm rơm cậu năm đây. Tôm này tôm nuôi nè. Đâu à? Tẩu đó còn ăn. Chôm chỉa đâu ra không biết nữa. Để vô nồi lẩu cua luôn á. Tính ra cái nồi lẩu cua này đậm đặc dữ ha. Xịn sò quá chứ bộ. Ủa mà con tôm nè. Sao xói. Kêu này kêu mèo đi. Tươi xanh như là canh. Ừ, đã chưa. Đây. Mướp này ăn lẩu nó ngon nhưng có cái phải ăn từ từ. Nóng. Nó nóng dữ lắm. Ăn đâu mà chạy gần tới đó đó. Tôm để nguyên con ăn luôn á lẩu chứ thầm. Cắt gầu nó chứ. Nó nói cũng phải cắt gầu cho nó bài bản xíu phải không? Sao tối ngày thì làm thầm sao tối ngày mỗi lần ấy xem kiếm việc cho tao làm hoài không? Thầm này ê, thầm này thương ê, mình ghê. Cái gì vú là để cho lỡ chứ thầm. Lỡ chứ thầm. Để bỏ rồi cái này buồn. Ừ, để bỏ buồn. Để bỏ buồn làm vú đại. Vú đại đi.
Tình trạng nước gì còn nước gì về nghỉ gì ghệ không á. Nấp cực chiều nghĩ ghê không tới chuyện mua hai hàng tự cắt cự xử luôn làm lửa làm lại hả làm lại gì đâu không thằng thiên đụng mà rảnh thiệt chứ sao mới làm mấy cái đầu không để ý coi kỹ lại rồi sao cậu để nguyên con mẹ nó hả cái đại nguyên con cậu năm ơi thằng nhớ rõ nguyên con đại cậu năm gần hồi mình lột vỏ mà ăn thôi vậy đi vậy chứ đẹp sao ông Lộc cũng gài ông rút quân về hoài ta ông hết bệnh chưa bữa nay ông rút về hết chết rồi cái chuồng về là tắm hết rồi tắm vô nhà tắm tắm đi nước là tắm kia kìa gì chuyện nổi vậy dạo này không đâu ông vỗ miết trời con người ta nhà giàu ông vỗ tụi gà miết luôn á chiến rồi lâu cũng thường rồi xuống đây gà với anh em mình nè gãi xuống hàng cái cầu đâu đó à rồi xong vũ nhậu ông đó đi dắt vỗ mấy nhậu nữ bà Tư xin đẹp chiều nay bám gà ta bữa nay màu bén quá dễ vừa không bám gà bà Tư xin đẹp á bữa nay màu bén mà coi cao ra biết nó nấu lẩu cua đồng mà ba ban ra liền chứ cua gọi sống hết trơn đó này đi nếm này lại là ok đó tôm ăn hồi mình để vô luôn hay là tôm hồi đó đem bật bếp ngoài ra để vô à. Hồi để núm vô hả để núm vô mới chịu á để núm vô ừ, để núm vô không bây giờ nó ở đây không ai nói nóng gom mà để núm mà sao sao ngọt ngắt ngày quá thấy biểu hiện này như là chưa được rồi quá trời mà. Cô bắt trên hầm hả Ừ. Thắng thằng thiên đụng mà 4-5 tháng tới giờ đó. Lúc mà tháng 10 tới giờ lắm à rồi đúng đó ồ oh, wow chính xác luôn á cái đó mình nuôi một thời gian thôi cái cá trên hầm cho nó là một thời gian nó cua dữ lắm lúc trước mấy cô chú xem mấy cái clip mà mình với củ sủ Mr. Đen không rồi ra chụp chút xíu là một tiếng hồ ban đêm nó nổi lên mặt nước đó. Nó đeo mấy cái nhánh cỏ rồi á dữ lắm luôn 4-5 tháng trời đó vậy mà ăn cũng vẫn ngon như thường hả ừ. Cua để đông đá chứ để mát mát là thua thời gian nó hư à lúc trước rồi cua mà để ngăn mát thời gian nó hư liền mát chỉ 3 ngày thôi quá ừ hồi đó tôi đặt tôi để hoài mấy ngày tôi biết không chứ có để ngăn đá cho nó đông lại à đó ok đó ồ đợi núm nữa là xong đợi núm nữa là xong núm xong cho tham mày mò gì mày ăn gì lâu nữa tham măng luôn có chịu à là quỷ không à măng luôn có chịu măng xe ừ. Xe luôn á chị à, không mày núm nó núm bự quá mà ơi hổm vàng thơm nó nhớ nhớ quá núm nó bự à núm nó bự à không điện luôn mà nó bự ha núm núm bự ha bóp bỏ nguyên tay luôn ở đây mấy xì nương vừa nấu ăn cũng vừa cho cá nó ăn wow con này cái hồng bự ăn yếu lắm rồi ăn từ cái hồng nhỏ gãy xuống rồi làm ghê lắm bên kia ăn bèo với hùng cái chép đang cuốn lưới kìa nữa con nào chưa hả con nào con nào con nào con nào con nào hai ghế với giường á bà nương mới quét cái giò tự làm nhổ giật mình trời ơi cá ngồi dính đi bên trong á dính dữ lắm giăng lưới này thường để gài để cá dính là trong bên trong đó không à bên ngoài ít dính lắm trời ơi à, cái phao này dính cá này nó rút quá trời kìa đó cái phao lúng lúng đó đó
Kệ ha, giờ nổi lên rồi đó, chuẩn bị viên cá lên nè. Ờ gì dính hugo nó biết nên em vợ cho nó xúc cùng cha. Trời ơi giấc chịu mát chợ cá lên kìa. Cái dèo này bè cá lớn khoảng 95 con cá nhiều lắm. Bằng cái bè của sư mẫu đang ở đẳng á. Con cá còn nào nó mập thư quò. Wow. U nặng luôn không? Cái gì vậy? Ông lao hả? Ừ. Ở sông Tiền giờ văng lưới cũng vậy, thằng tầng chung, tầng nổi, tầng chìm, tầng nào cũng dính bông lao dữ dằn. Hả? Rồi, có ngay. Núm vô. Cho núm rôm. Rồi, để sâu lên giờ là ok. Nè, ông mua 3 cây đó chạy. Thăm, thăm mấy gà mày làm cái gì mà ông lỏng vậy hoài thăm? Con gà mày làm cái gì mà để ông lỏng gì nhà ông hoài mày? Quỷ không? Ngồi đó, chuẩn bị xong hết trơn ha. Giờ chỉ cần đợi văn võ báo quan tới đầy đủ là chiến á. Cái nồi lẩu cua đồng mấy xin nương nãy nêm nếm cũng vừa miệng hết rồi. Giờ đầu mấy anh em cũng thu dọn chiến trường ra nè, dọn dẹp rồi. Cái chỗ đó nãy thấy lúng lúng phao mà. Vậy khúc đằng kia, cái phao này không dính là phao đằng kia dính á. Thấy hải nhịp nhịp lúng lúng mà. Cá đâu? Gì mấy xin đó? Rồi múc ra luôn. Chiến đấu thôi, giờ Linh tới rồi. Giờ múc ra chiến đấu thôi, mấy xin nướng nương ơi. Hồi dạo này mấy xin nương mình cũng chịu sử dụng tới cái chảo dữ ha. Chảo dễ nhấn. Quá trời, nồi lẩu cua đồng này đậm đặc luôn. Nhưng cái chị của bạn không đậm. Xong nổ lên ba cũng chịu luôn, nậu cũng chịu vậy. Nè cũ ơi, nóng quá, cũ ơi bưng ngoài đi cũ ơi. Không tiêu rồi, thiếu tiêu rồi. Hồi nãy ấy mới tiêu vô nữa. Chẳng còn nguyên hũ tiêu mà. Cho ít tiêu vô. Vậy là lụm gạo rồi đó. Ừ. Không nhậu luôn đó chứ. Ngồi lúc bên đầu mày đóng mà mấy ổng có nhìn nè mày không mà sao kỳ vậy? Tỷ mày ăn đóng hồi quên nhảy lên cục gì? Bảy cục à, mày nhảy 8 cục hay gì? Không có... cái đó nó còn đi xa sai nữa, sai nhiều lắm, xa nhảy lên cục không vô, hết rút lại mà không vô cục chì. Ngon quá. Nó quay hơn hai mặt tới rồi nên theo thét rồi không vô chì luôn, bỏ luôn. Ồ trời ơi. Quên á. Rồi đi. Bỏ vậy mà kêu tao đóng thôi, để tử luôn. Con trai. Ở giái tôi dốc dài nữa chứ. Đó chuyện rồi Nam ơi. Đó chuyện thiệt rồi. Ổng mà sai thôi à. Dạ nó chạy cũng bè luôn. Con gúa năm đây. Ừ, gúa năm. Đang gội đầu. Vô không? Vô đi lấy ngót trầu ớt gì đậm đi dầm còn hơn mà nương nữa. Con gúa nó đỏ chè vô kìa. Chưa bằng mấy em tôi. Em tôi kìa. Năm chén ớt còn nghỉ ăn luôn. Gì đâu mà cay dữ thằng ông hả? Mày vô cậu Năm ơi. Vô. Chén ớt còn thấy ớt luôn, đổ về. Chấm thầy hay nào. Vô. Chảy miếng luôn, không dám ăn. Cay chịu nổi. Mày cả nhà nha. Mày cả nhà ha. Cái gì? Lứ ợp cả mấy miệng cọng đó. À. Ai? Hai phân à. Ai? Không. Giật bọt đất cũng đúng. Thử miếng chả cá kìa. Bọt nãy giờ chị nâng mới dớt làm tại con cua nó, thịt cua nó lấy lên đó chứ. Bơ vậy. Qua ăn được không? Ăn luôn nè, của con. Mẹ quá lẩu mẹ ơi.
Giờ đâu có dẹp hết luôn. Giờ háo dẹp hết. Gào ba gà. Có làm không? Thái thả ba gà nó cũng đúng không? Bà có cán nào không ruột gà tới không? Cái chả này xanh nó hơi gãy gãy gợi quá ta. Bà quên dữ lắm đó. Sao nó hơi kiểu mà cái chả nó hơi gãy gợi quá quá à? Kiểu như vậy nó không cực kết dính vô lắm. Không dính nữa để bột gòn vô nó chai lại nha. Mày mà trời giờ chuẩn bị xuống không? Dài để một vô. Tam nói ly đó nghỉ nha ông cậu. Hết ly luôn. Chịu. Cái ly luôn gì muốn giữ hả? Chị 3 quốc 2 không ạ? Trời ơi đâu cứng khừ mà. Còn trẻ tuổi quá còn cứng khừ mà. Đến ra đây là Tham là nhỏ tuổi chứ. Lớn hơn ai chứ. Hả? Lớn nhất. Ừ, lớn nhất trong đám này luôn không? Có lớn gì chứ hùng lớn nhất. Không bằng Tham nha, 25 tuổi chưa ta? 27 à. Nó nói là bà thì bà lẩu cái gì có con cà cua gì bán 1 cái. Nói gì chỗ đó hai con á, 200 ngàn đó. Con biển luôn á. Hai con 800, 250 ngàn ký. Con chọt. Con chọt. Chọt. Bà ăn nè bà Tư. Bà lo cho cá ăn kìa. Dạo này cá lên quá bà lên nên bà cho cá ăn quá trời bà không bà ăn luôn á. 500 mà ó 50 rồi. Ừ. Chú ơi, chú à. Chú à, chú ơi. Cái gì vậy vậy à vậy á? Rớt ly giùm lum kìa. Ốp điện đâu vô nha. Đây. Nói. Ăn vô ăn luôn kìa ba. Mấy gà đi xuống đó luôn hả? Dằn gà. Con cá. Xuống ăn luôn kìa. Mấy gà xuống như cái bè luôn vậy. Gà đánh mùi thức ăn nó xuống luôn. Chọc 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 chọc. Cột lại. Cái dây cột á. Cột nó chịu cái tàu la làng. Mấy đóng cửa làm gạo. Mấy bàn lấy cái cây thọt ngang đó. Nó lắm á. Gấp tên ngồi lọt đi lắm cút. Kêu nội nó đóng cây đốt cái chút. Chút gì? Là gạo hai đầu rồi. Vừa chứ nghe. Lên không? Nào ngào chứ thằng ba đó. Mà cãi tôi. Thằng ba sao nhà trời. Tới cái gạch cửa đủ rồi. Em hết bàn luôn nè. Trời lắm. Cái cây sắt á. Nó bay chạy mạnh quá. Rồi thì lộn mèo thôi bả mới kêu kiếm cái cây ngang cửa lại rồi vô rồi vô luôn nè nó bàn qua luôn đó vô đúng rồi. Vô 1 2 3 vô về là bả bàn hết lắm chút bụng ngang lại thử cái nắm che này nhóc lên sao lộn mèo nè tại vì thôi lộn nhóc rồi nhóc à mày à cả nhà nha giá để có chiếc bông không à có nhà kìa nữa thổi 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 để nó còn đỏ nó mau lành không lành nha không lành đi đâu đây đâu đây đâu mà cái tâm đi đâu mà đủ là bình thường luôn rồi không cho bà không cho bà không cho bà nó cự rồi không cho bà nó cự rồi đó đó không cho bà nó cự rồi đó bà không được cự rồi đó lấy cơm nguội mẹ đậu cơm con ngậm nóng nóng dạ có con mình lại có để bố thì các mày bỏ lại đây. Đưa vô nhắm lại liền nha. Đưa vô phát là tái chỉ đi. Không có đưa vô nhắm lại liền. Đưa vô là bà hoàng môn á, hoàng môn hay cao rồi đó. Để vô cái ổ về lại rồi chứ. Đó là về chiên. Vừa cá xong. Cái ổ nó dính nắp cái ơi. Ủa mà bán cáo chả cá này chả cá thắt lát kì vậy bà nè. Ủa chả cá dầu vậy á. Ồ, vậy bà nói y như thiệt luôn, bà Phiên hỏi bán cái gì thắt lát á. Vậy dầu vậy á, thấy không?
này chả này cái chả cái gì cá dảnh hả? Cái dảnh đâu gì, cái dảnh dài lắm nổi. Cá gì Vinh? Sang là cá cái chả trắng, còn cái của mình đó là cái chả Vinh. Cái nào để lâu quá không? Để trong tủ lạnh lâu đợi lâu quá. Năm mấy hai năm rồi mới. Thiếu ngày thiếu bỏ chén luôn rồi. Ôi, cua gần nửa năm còn chả cá cả năm năm mấy. Có thầm mở mùa đã cá nha. Dòng lại vòng vòng chắc cũng 4-5 năm rồi. Dòng lại 4-5 năm. Chưa lẽ trụ được. Chưa lên trụ. Cá nào phải bắt bạn mùa đã cá nào bây giờ còn mãi kìa. Thấy đó. Để tủ lạnh á, đông ra để luôn. Không đông, không ăn. Ăn rồi hết rồi. Hết chỗ, đừng nói hồi đó để mua lòng hàng đảo. Bồi dưỡng cho mẹ được chuột ra luôn hết chỗ. Còn con cá của bà gì? Ưỡng gì đó. Ưỡng á. Hai năm rồi nằm giống kìa. Chụp đưa cho bà gì mấy bà ăn. Đó về rồi ăn. Mấy bữa nào mà ăn chứ bà. Giỡn như là năm mấy năm rồi. Cứ là ta chuột con. Mấy hai năm rồi. Rồi. Đó ai cộng ly cái kết thúc clip luôn còn năm ơi. Năm ơi. 1 2 3 vô. Mở bước vô. Còn chiều mát mát ăn ngon bằng nồi lẩu cua đồng nè. Điều mà chả cá thì nó hơi chất chất chút xíu, nó hơi kiểu nó không kết dính không chả cá. Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn cả nhà clip sau. Ê ông ơi. Không có chép. Ủa ăn hết mẹ rồi. Ngủ lớn hoài. À chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.